Các bạn có thấy con Irene nó mặn không vậy? Được nhỉ. Ừ, cũng mặn đấy. Irene 1 và 8k đam rồi. Tính cao lòi đây, với lại mặt tướng nhìn còn chưa quen role, còn sợ mít tướng nữa. Thứ nhất là ping cao, thứ hai là nhìn con tướng nhìn chưa biết con gì với con gì hết. Wow. Tướng nó còn đang kiểu lúng củng lắm. Ê, tôi thấy con cốc mo được hết các bạn. Mới đầu chê chê nó chứ nó am toàn carry cũng hay á. Này cốc mo 2 ấy, cốc mo 3 ghê á. Kiểu cầm hai nước mắt crit phép với mũ bù thủy nhổ phát là chết mẹ một con luôn. Thần đánh phun thần thoại cốc mo. Rồi có hai con tan luôn ngon thế. Thần thoại cốc mo. Ui bốn con khổng lồ luôn này. Bốn khổng lồ. Mới chơi có 2-3 game nhìn con tướng nó lú vãi đái. Nhìn tướng đúng lú luôn á. Con sen cũng trâu lắm nha mọi người. Yone carry á. Từ từ bạn, kho thần tích. Tony. Nhận một tướng một vàng ba sao ngẫu nhiên, một vàng và một gói trang bị hoàn chỉnh. Được. Chơi. Có mà ba. Ấy Yasuba. Được. Yasuba thì mình chơi. Được thế nhở, Yasuba phải có đồ tăng nhá. Lấy đồ tăng ấy. Con Yasuo phải có đồ tăng cơ. Yasuo đồ nào tăng nó mới ngon. Vui đấy. Ờ đồ tăng à. Yasuba nó chém. Nó thương phép thì lấy nỏ xét đi. Nỏ xét trước đi. Yasuo thì đánh với cái gì à? Song đấu đúng không? Song đấu. Bữa đấy. Tôi xong đấu à. Yasuo phải cầm đồ tăng, cầm như kiểu quyền năng này, thú tượng các thứ ấy. Này cái xong đấu. Xong đấu có còn gì 4-5 tiền nữa nhỉ. 4 tiền là Lee Sin à. 5 tiền là Yre à. Full xong đấu nhá. Full xong đấu và vàng. Bán hết đi. Lõi bữa áp. Cái lõi. Rakan đề nghị hoán chuyển toàn bộ bản đấu của bạn hoặc Saya sẽ cho bạn vàng. Tự động hoán chuyển bản đấu của bạn là sao? Là kiểu xoay bài ấy hả? Xoay bài ấy hả? Sang con một tiền ba sao khác hả? Thôi lấy tiền thôi. Thôi mình chơi con này cho vui chứ. Quan trọng gì. Không xoay bài. Cái này không phải là xoay bài tự động. Cái này là xoay sang con khác. Chứ không hẳn là xoay bài tự động mà hiểu không. Nó xoay sang con khác thôi. Chứ không phải là xoay bài tự động nữa. Là lên 2 vàng 3 sao á. Phải không á. Xoay sang con khác 1 vàng 3 sao.
Ờ, mà mày đánh Yasuo đi, đánh Yasuo chơi Yasuo tướng quốc dân mà luôn luôn nên chơi. Ám định mệnh. Con gì lấy con khổng lồ đi. Cảnh vệ. Song đấu, chơi full song đấu à? Yasuo, Darius, Tiana, Chitana, Volibear, Yre với lại Lee Sin. Như nào? Mày như nào? Revenge thêm trang bị thần phần vào vòng đi chợ à? Mình cần đồ tăng thôi, đồ tăng nhiều vào. Cung kháng phép cũng được này. Hoặc là hai cái giáp kia cũng được luôn. Cái giáp, cái giáp. Con Yasuo đồ tăng. Con Yasuo nó chém theo giáp và kháng phép. Yasuo chỉ cần đồ tăng thôi. U Linh cảnh vệ. Khổng lồ U Linh cảnh vệ. Khổng lồ này. Vệ này. Tiana xong đấu này. Tiana xong đấu này. Full song đấu đi. Full song đấu bao gồm Yasuo này, hai vàng là Tiana này, vàng là Chitana này, Volibear đâu rồi? Volibear này, bốn vàng là con Lee Sin, năm vàng là Tiana, là Irelia, còn một con nữa là con Darius đấy. Cái xu chắc là quyền năng là ngon nhất rồi. Tôi được thức quyền năng mà phang thôi. Vừa có đam vừa có tăng. Quyền năng cho max số là cho mình được 40 giáp 20 kháng phép. Ưu tượng quyền năng gì đấy. Cũng xong đầu á. Thêm mặt ảnh và lấy đồ á. Mặt ảnh có con nào xong đấu mặt ảnh không? Con Volibear thôi đúng không? Volibear là xong đấu mặt ảnh. Mỗi Volibear lấy mặt ảnh làm gì? Thiên cung. Thiên cung mình thêm con gì cho ngon nhỉ? Thiên cung có con gì mà thuộc dạng gọi là đấy á. Thiên cung không có con nào cảnh vệ nhỉ? Có. Thiên cung nó chỉ có khổng lồ thôi. Thiên cung hay lồ
cái xô là kiểu đồ tăng. Rồi bây giờ đi lắp ráp gái bù đê đàn thứ tượng. Tao đọc skill ác coi. Đọc skill ác coi. Bắt đầu với 15 mũi tên, nhận thêm một mũi tên sau 3 đòn đánh. Kích hoạt bắn ra một loạt mũi tên chia đều vào mục tiêu hiện tại và ba kẻ địch gần nhất trong tầm, gây 24 sát thương vật lý với mỗi mũi tên tích trữ và tổng cộng 24% một mũi tên. Bắt đầu 15 mũi tên là 330 nhân với 450% à? 450% sức mạnh công kích tích dần à? Ghê ấy. Vậy là áp là cùng đao à? Áp là cùng cùng đao cũng đúng. Ui, con Volibear hút máu kinh vậy. Hai đòn đánh đầu tiên hồi lại 280 máu và sát thương phép đòn đánh cuối cùng gây ui choáng nữa kìa. Ui kinh thế. Olivia kinh vậy. Huy hiệu thiên cung. Đẩn. Con bia này tạm. Đồng lòng đấu tranh đi cho Yasuo nó có đam nhá. Đồng lòng đấu tranh đẹp ấy. Đấu tranh Yasuo cần mấy cái lõi liên quan tới giác kháng phép ấy. Ván này tướng cao cường nó là những cái gì vậy? Cao cường bao gồm con nào vậy? Lạc Đàn Na, Annie. Đây ra, đéo con nào liên quan luôn. Tí mình đánh ba định mệnh. Threat à? Threat là định mệnh cao cường à? Định mệnh khổng lồ cao cường. Định mệnh pháp sư, định mệnh hắc ám cảnh vệ. Set. Threat set đi, threat set với Yasuo đi. Ừ. Để mình target bài cái. Rồi bây giờ threat set Yasuo. Set đi. Red set Yasuo. Yasuo đúng không? Red set. Ba định mệnh 6 xong đấu à? 2 3 4 7 8 ừ, ba định mệnh 6 xong đấu. Long Vương là cái gì đấy? Long Vương nó giống lồi long ấy nhỉ? Đồ mình hơi xấu. Chưa thấy con Darius nào nhỉ? Đánh Darius bỏ Qiyana nhỉ? Có thể là bỏ Qiyana. Darius bỏ Qiyana. Ấn xong đấu mình có ghép được không nhỉ? Ấn xong đấu có ghép được không? Xong đấu không có ấn luôn á. Ê mình kẹp Diana lấy cao cường cũng được mà. Diana nó có Long Vương mà. Rồi bây giờ cao cường mình sẽ là Diana Threat
con gì gì đó. Rách sai. Đồ xấu quá. Cái ad này. Xét là tộc hệ gì vậy? Cảnh vệ định mệnh ám. Mặt ảnh cần kích hệ mấy nhỉ? Cái mặt ảnh cần kích mấy hệ nhỉ? Ba hệ đó. Cần kích ba đây quyền năng đi. Mấy cái quyền năng. Úi, lắc này. À quên Lissandra sớm này. Lissandra sớm à? Cao cường ván này có con Cao cường ván này có con lắc đúng không? Ừ được đấy. Đồ cho nó hát thôi. Em thấy con Yasuo nó trâu quá. Con Neko ván này, bản này con Neko lỗi quá nha. Con Neko nó thuộc dạng tướng lỗi luôn á. Không có hút máu đâu, lấy cái này cho nó có hút máu. Con ID là đang vật lý đúng không? No one is promised tomorrow.
Hai đồ đốt máu là sao? Đồ nào đồ đốt máu? Có một cái giáp lửa, làm gì có lắp quỷ thư đâu mà hai đồ đốt máu. Tớ nãy giờ mình đang được con Yasuo 3 sẵn này, mình đánh Yasuo thôi. Tí nữa. Ui ôi, reset luôn mà. Con nào cũng xịn. Đéo được con nào. Ai thế à? Điện mệnh của Thresh đi, nhận thêm 20 giáp và kháng phép là tăng thêm đam. Iron Solari luôn. Yasuo nó gây đam bằng giáp và kháng phép. Giáp và kháng phép càng trâu thì lá chắn càng nhiều, nó tạo lá chắn càng càng nhiều và đam nó càng to. Khổng lồ tí hon gần bữa chưa? Bỏ. Tí 6 xong đầu rồi con Yasuo nó trâu lắm. Ánh sáng với tao. Yasuo chặn bao nhiêu đâu? Yasuo chặn 22k sát thương rồi. Không. Vũ công kẹp hiền giả. Hiền giả là con nào ta? À, Diana hiền giả này, ngon. Diana cũng là thiên cung hiện giả Long Vương này, tí kẹp Lee Sin hợp lý. Ở trên sẽ nhận được thêm hút máu đúng không? Đứng ở phía trên sẽ nhận được thêm hút máu, ở dưới thì nhận thêm AP đúng không?
Cường này, hai con rồi này. Drone lấy con gì đây? Sét à? Hay thế nhờ đồ. Dây chuyền chịu tội à? Kiếm con sét. Ire này. Ire nó còn là AP không? Có skill AP, Ire không có một cái skill AP à? Có skill AP này. Lee Sin đâu? Anh kiếm con Lee Sin. Cho nó đủ 6 con ấy. Lee Sin vô là đủ 6 xong đấu. Đâu, Chitana với Ire là đủ 6 xong đấu rồi đúng không? Còn Chitana Ire là đủ rồi. Có Lee Sin thì ngon hơn. Yasuo kìa. Con Yasuo kìa. Hỏi Cao Cường ván này đi ha. Some call me evil. Shall I prove them right? Bỏ Lissandra xài Morgana. Tên cấp. Cái một lắc ấy lấy Cao Cường với lại Pháp Sư luôn. Con lắc là Pháp Sư Cao Cường. Ừ, Sứ Thanh Hoa Pháp Sư Cao Cường luôn. Hai nước mắt này, Ire hai nước mắt thì ngon không ta? Hai kiếm con sét lên 10 kiếm con sét nữa. Dây chuyền trục tội áo choàng. Làm cái vô cực cho con Ire đằng sau đi nhỉ? Ire từ đằng xa quên đấy, để Qiyana lên trên. Để tính bỏ Lissandra. Mình tính bỏ Lissandra này. Con này bỏ Lissandra đi này. Con này Ire ở dưới cầm mũ phù thủy vô cực luôn này. Tozin cho tặng Morgana. Lấy cái hiền giả cái. Lên cấp kẹp xét. Tí xài Diana, xài Diana ngon hơn chứ nhỉ? Ủa hút máu rồi bạn.
Lee Sin bao nhiêu mana vậy? Kinh cung đây như vậy này, xong rồi lát này cao cường này, quan trọng là cái con xét ấy, con xét lấy cái định mệnh cho Yasuo các. Có con Seth hay con Lena cũng được. Yasuo kìa. Yasuo. À, mày đánh đi. Mày đánh tao đấy. Biết Yasuo không? Mình nhá. Tao biết Yasuo. Tăng 16 k đam gây 14. Cấp kim bé xét cái đi xin là đang phép hay đang vật lý ấy? Lý á gì các mẹ cái giấc máu út chơi để tí con xét đứng đây bốc hai con này ngon, bốc hai con đấy tập tạ. Cái hiền giả này ngon này, đứng ở trên được nhận 15% hút máu này. Loại 1 là cho một con 1 vàng 3 sao ạ. Con Yasuo đấy. Các bạn có thấy con Irene nó mạnh không vậy? Cũng được nhỉ. Ừ, cũng mạnh đấy. Irene 1 và 8 kadam này. Đâu, mũ phù thủy ngon mà, sao lại lõ? Mũ phù thủy tăng sát thương, đồ như vậy là ngon đấy chứ, lõ đâu mà lõ. Đồ này là xịn ác chứ lõ cái gì. Ra tạm keo cường mua trước đi. Đi đái cái coi. Keo cường vô lực tăng bao nhiêu đam? 15% sát thương à? Ui thắng luôn à. Gơi gơi gơi. Ui Lee Sin 3 à. Ê Lee Sin đứng đây đi. Đá vỡ mồm từng đứa luôn này. Cứ yếu rồi.
Yasuo tăng ác nhờ. Hát ấy. Và IR2 ấn hát ám. Ấn định mận không? Ấn này là ấn gì đây? Rừng rừng. IR này thì khổng lồ này. Mời vô công 2. Game gần end rồi, không kịp lên Lee Sin 2 đâu anh em. Để tiền roll IR2 đi. Hết này. Bóp hai con này. Má thiếu một cao cường nhà, bỏ con gì? Bỏ vũ công thì ngu ác. Bỏ bớt xong đấu thì còn đần điên. Có định mận con Yasuo được tăng thêm 1% thấy ngon. Thôi mất 15% đạn cũng được, có sao đâu. Thế có con nào hiền giả ngon hơn con này không? Không đúng không? Con này vừa hiền giả vừa Long Vương ngon. Đứng ô này được lá trắng chứ cái gì đó. D2 này nó quỷ rồi. Con Yasuo thì châu điên. D mổ hết. Ok. Được, giao án này nót lại được. Giao án xong đầu IR. Lõi cho một con 1 tiền 3 sao, xong đánh flex theo con 1 tiền à? Là gọi là đánh chốt bài chứ flex đéo gì.